quý vị và các bạn thân mến, à, chúng ta đã được biết đến à, cặp đôi tác giả Nguyễn Ngọc Nga và Đỗ Quang Dũng trong tập 1 của bộ truyện sắc chơi sông bí ẩn ở à, một cái bối cảnh được viết ra nó có nằm ở một cái vùng ven sông, ở ven sông Hồng cũng rất là kỳ bí với hai người cựu chiến binh à, đều là những người rất gan dạ vào sinh ra tử trên chiến trường thậm chí còn là lính đặc công là một trong những cái lực lượng thuộc dạng là là cứng rắn nhất tuy nhiên rằng là cái nhân vật bắc hạnh đã gặp phải cái sự lêu chai à, trong cái ngày rằm đã gặp một cái xác chết trôi và được bị hồn ma của cái xác chết trôi đó đeo bám với mục đích là kêu oan à, qua cái sự nhập hồn ốp xác của cái hồn ma đó thì bắc hạnh đã được chứng kiến một cái vụ thảm án rất là khủng khiếp của cái 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 nạn nhân đã ốp hồn đó và theo như lời cầu xin của hồn ma đó thì cả bác hạnh và nhân vật bố của nhân vật tôi đã cùng theo bác hạnh để tìm về tận vùng phú thọ phạm nhỉ ờ ở về tìm về tận vùng phú thọ để để đến nhà của cái 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 cô gái kia để bắt đầu lần theo dấu vết vậy đằng sau đó còn những cái âm mưu gì nhân vật bác hạnh và nhân vật bố của tôi sẽ gặp phải những cái vấn đề gì chúng ta sẽ cùng theo dõi các bạn có thể đọc trước uh, những chương trước những tập trước của bộ truyện này ở trên facebook của tác giả nguyễn ngọc nga uh, chia sẻ các tác phẩm của ngọc nga và đỗ quang dũng tới đông đảo độc giả hơn nữa uh, link facebook của tác giả tuấn gián ở dưới phần mô tả của video hãy ủng hộ a uh, tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay những bản dịch hay qua các hình thức donate được ghi ở dưới phần mô tả của video và ok ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bao tập 2 của sắc chết trôi bí ẩn tác giả nguyễn biểu một ngày mới đã sang bà nghĩa đã dậy sớm đi chợ chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng và hai vị khách quý sau khi làm vệ sinh cá nhân pha một ấm trẻ thật đặc ba ông già ngồi nói chuyện bác hạnh khẽ lướt mắt về phía bố tôi rồi nhìn về phía ông nhân chủ nhà nói bằng giọng bí ẩn không có bà xã ông ở đây Bây giờ tôi hỏi thật này Trước khi con gái ông mất tích Ông có thấy cháu nó có điều gì kỳ lạ không? Không trả lời câu hỏi này ngay Ông nhân nhìn về phía di ảnh của con mình Nói bằng giọng buồn buồn Ánh mắt rơm rớm rồi hồi ức lại Con bé nó ngoan lắm Là đứa con gái hiếu thảo Từ khi còn tấm bé đến giờ Nó cũng chưa để lại cái điều tiếng gì Xấu cho bố mẹ cả Lớn lên tế thì nó đi làm Kiếm tiền phụ giúp gia đình Tội với bà nó nhiều lần thúc giục Nó lập gia đình Yên bể ra thất Nhưng mà nó bảo nó còn trẻ Nó muốn đi kiếm tiền Về giúp bố mẹ sửa sang lại cái nhà Nuôi em ăn học thành tài Rồi mới tính Vợ chồng tôi nói Bảo là nó phận gái rồi cũng có thể có lứa mà nó cứ gạt đi Nó cứ bảo là con gái của bố mẹ nó không hết được đâu mà lo Ây, Vậy mà Đến đây thì ông nhân lại òa khóc nức nở Gương mặt nhăn nhau khắc khổ của một lão nông Vốn dĩ đã vất vả Lại thêm cú sốc lớn này Càng thêm suy sụp Bác Hạnh và bố tôi Hai người cũng không biết nói gì cả Trong lòng của mỗi người Đều mang sự nặng nề Ảo não thế trước khi mất cháu nó còn điều gì chưa làm được hay là còn có nguyện vọng gì mà muốn làm chưa hoàn thành hay không bố tôi nhìn về phía ông nhân nói bằng giọng cảm thông chia sẻ tốt chẳng biết thật ra ước nguyện lớn nhất của con hoàn là xây cho bố mẹ cái nhà tôi thương binh nghỉ mất sức chỉ loanh quanh phụ bà ấy làm dăm ba việc vặt chăm con gà con lợn Chi tiêu sinh hoạt gia đình đều là phải trông vào bà ấy đi chợ hàng ngày. Thẳng út nhà tôi thì còn đi học. Chứ đỡ đần gì được. Dường như đến lúc này thì bầu không khí trong nhà lại càng thêm trầm mặc, Chỉ còn lại tiếng tụng kinh gõ mó phát ra đều đều trên các radio cassette. Nghe ảo não. Bà Nghĩa lúc này cũng vừa xách lần đi chợ về. Gương mặt khắc khổ, dáng vẻ mệt mỏi. Trông dường như quá với cái tuổi ngoài 50 của bà ấy. Vừa vào đến nhà, nghe tiếng chồng nói với ra, Bà, thắp cho con nó nến nhang, tần nhang khi nãy đã cháy hết rồi đấy. Chẳng thấy bà nghĩ đáp lời, chắc là có việc ra sau nhà. Ông nhân đứng lên, rút ba nến nhang ở trên bàn, châm lửa, thắp vào trong bát hương vong. Thế nhưng đúng lúc ấy, có con chim bay vụt vào trong nhà. Nó bay lượn vòng vòng, rồi bất sắc nó đậu ở trên di ảnh của cô hạ hoàn bát nhang đột nhiên cháy bùng bùng lên dữ dội ông nhân thấy sự lạ liền vội vàng gọi vợ ôi rồi ôi bảo nghĩ ơi bảo nghĩ ơi, ơi tiếng gọi giật giọng của ông làm cho bảo vợ đang mưng mâm cơm cúng thấy vậy cũng vội vàng lao vào có chuyện gì đây thế mới sáng ra làm gì mà cứ gọi giật giọng mấy lần thế Tôi đang dở tay làm cơm cho con Hoàn Nhưng khi nhìn về phía bóng lưng của chồng Đoạn ngước nhìn lên bức di ảnh của Hạ Hoàn Bà mới ngớ cả người Con chim nhỏ kỳ lạ đậu trên bức di ảnh của con gái Bát nhang thì đang cháy đùng đùng Tuy giật mình nhưng bà Nghĩa cũng không có hoảng loạn Vốn là người tinh ý Bà châm một tuần nhang khác Cắm ở trong bát nhang Đặt mâm cơm cúng lên trên bàn mâm cơm cũng chẳng có gì nhiều có bát cơm đĩa rau luộc một ít nước mắm không với một đĩa thịt luộc mà thôi con ơi mẹ mẹ xin con giờ con sống khôn con thác thiêng cần có cái điều gì oan khuất còn điều gì muốn nói thì con cứ báo cho bố cho mẹ con ơi ôi, ôi. con chim nhỏ đậu ở trên di ảnh lúc này như có linh tính nó có bộ lông màu trắng muốt đôi mắt đỏ rực như máu hai bàn chân móng vuốt bấu chặt vào không ảnh rồi liên tục gõ cồm cộp cồm cộp vào di ảnh của cô gái một đoạn nó bay quanh ba vòng rồi chui tọt vào trong buồng của cô hạ hoàn qua cái ô thoáng chỉ to như viên gạch bác hạnh và bố tôi chứng kiến tận mắt câu chuyện ấy lại càng thêm ngạc nhiên rồi đợi hai vợ chồng ông bà nhân nghĩa ra bàn uống nước bác hạnh mới nói tôi thấy kỳ lạ lắm tối hôm qua tôi với nhà anh tú ngủ giường bên kia chừng quá nửa đêm cả hai chúng tôi đều nằm mơ giống hệt nhau đấy là có bóng dáng người đàn ông cao lớn đi thẳng vào buồng của cô hoàn chẳng hay ở trong buồng ấy có cái bí mật gì mà cô muốn nói hay chăng lại thêm sự việc vừa rồi con chim ấy lo lạ lắm chả phải ngẫu nhiên từ đâu bay đến mà lại đậu trên di ảnh của cô ấy như thế đâu chắc là có điều gì cô ấy muốn nói rồi bố tôi cũng gật đầu đồng tình nhìn về phía hai vợ chồng chủ nhà như ý là muốn vào trong buồng của cô hạ hoàn để xem xem cái sự gì đang diễn ra căn phòng ấy thật ra cũng có cái gì đặc biệt đâu kỳ quái ở chỗ là con hoàn nó đi đại được ba năm nó vẽ lần đầu thì thì tôi thấy nó có hành động gì là dị lắm ấy tiếng của bà nghĩa vang lên làm cho ba người đàn ông đều chú ý lắng nghe cả bác hạnh lẫn bố tôi đều lên tiếng kỳ, kỳ lạ là thế nào một đoạn ông chủ nhà cũng nhìn sang ừ sao tôi không biết ông thì biết cái gì Ông có bao giờ ông chịu gần gũi ông chia sẻ ông thân thiết với con đâu. Bà Nghĩa liếc mắt nhìn chồng, cằn nhằn, nghe chừng giọng nói là nhiều trách móc. Các ông đi theo tôi vào đây. Bà Nghĩa dứt lời, đi thẳng vào trong. Ông Nhân cũng vội vàng đi theo, rồi đến lượt bố tôi vào bác hạnh Cánh cửa bằng gỗ cũ kỹ, hiện tại đã được thay bằng ổ khóa mới, bà tìm cái chìa khóa buồng rồi lối húi lại cạch mở ra bước vào căn buồng của cô hoàn đập vào mắt của mọi người là những hình vẽ trông vô cùng cổ quái nói đúng hơn là kỳ dị căn phòng chỉ độ tầm hơn mười mét vuông dán chi chít những hình ảnh đáng sợ đầy máu me chết chóc ngay cả cái bóng điện ngủ cũng được trang trí bằng màu đỏ khi ánh đèn vừa bật lên đập vào thị giác khiến cho mọi người mới nhìn không khỏi thêm hoang mang sợ hãi ở giữa phòng có treo một bức chân dung của một cô gái đang nhìn thẳng cô gái có nụ cười rạng rỡ ánh mắt hút hồn nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy là nét buồn rời rời tại sao nhà mình lại để hết đồ dùng cá nhân của cô hoàn mà không đốt hoặc là mang đi Tùy tán theo Để cô còn có cái mà dùng Bà nghĩ thoáng khựng người lại Nhưng ngay lập tức nói làng sang chuyện khác Trong bụng bà nghĩ Gớm Có thấy xác đâu mà chôn mà cất Có lẽ bà cũng chẳng muốn nhắc đến câu chuyện này Bà chỉ chăm chăm tìm con chim Vừa bay vào trong đây Con hoàn nó dặn chúng tôi rồi Nó nói chuyện nó bảo là Kể cả có bất kỳ cái chuyện gì xảy ra Cũng không được mang đồ đạc của nó đi đâu hết Đến đây Thì ông Nghĩa lại nói Kể cả là bất kỳ chuyện gì Tôi muốn tò mò hỏi xem hôm sao nó trang trí phòng ốc nó kỳ kỳ lạ lạ như thế Thế mà nó không nói Hỏi mẹ nó thì Mẹ nó bảo là không biết. Ông thở dài. Bác Hạnh và bố tôi nhìn nhau, có lẽ trong đầu cả hai người lúc này đang nghĩ gia đình nhà này cũng thật phức tạp. Vợ chồng con cái dường như là không hòa hợp cho lắm. Nhưng đây là một vấn đề tế nhị, hiện tại liên quan đến chuyện nhà người ta. Hai người cũng chẳng nói gì thêm. Mọi người bắt đầu tìm kiếm con chim lạ mà khi nãy nó đậu ở trên ban thờ. Nhưng kỳ lắm Dù cố gắng tìm kiếm lục loại xó xỉnh như thế nào Cũng chẳng thấy Căn phòng chỉ độ chục mét vuông Mà bốn cặp mắt liên tục tra xét Mà chẳng thấy gì cả Quan sát xung quanh Bác Hạnh và bố tôi liền ngáy nhau đi ra ngoài Khi ra bên ngoài Ông thở hồn hẹn Nói bằng giọng lắp bắp Anh Hạnh Anh có thấy gì kỳ lạ không Sao, sao em vào trong buồng của cô mà cảm thấy như có ai đang nhìn mình ấy? hay là hay là em bị hoa mắt bắt anh hạnh anh có thấy cái bức chân dung treo ở trên tường không em thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm em em không thấy thoải mái một tí nào cả chú cũng cảm thấy thế à nhưng mà ấy chỉ là bức chân dung thôi ảnh chân dung hay là góc chụp thẳng thì luôn có cái cảm giác đấy anh thì anh cũng thấy bình thường hay là chú thần hồn nát thần tính nhưng mà cái việc con chim màu trắng kia rõ ràng là bốn người tám mắt tìm tòi lục lọi mà không thấy nó đâu căn phòng đấy cũng kín lại chẳng có lỗ thoáng nào khác thế nó bay ra ngoài thế nào anh à, anh hạnh lẽ nào ấy là bố tôi lấp lửng làm cho bác hạnh cũng sững sờ hai người mặc dù đã từng trải qua những câu chuyện có lẽ là dường như chưa quen, cái cảm giác hoang mang đến thế. Bố tôi tiếp mà cũng chẳng hiểu sao một người con gái hiền lành dễ thương như thế mà lại trang trí cái căn buồn giống như là phòng thở. Anh có thấy không? Ờ, à, tôi cũng lạ lắm. Tôi để ý là cái bức ảnh tôi thấy nó quen lắm đấy. Chỉ là tôi chả nhớ là tôi gặp nó ở đâu chứ ạ. À. Ngay lúc đó, bác Hạnh quay lại căn phòng. Ông bà Nhân Nghĩa vẫn đang chăm chú lau dọn, chẳng ai nói một lời. Mặc dù là căn buồn kín, nhưng vẫn phủ một lớp bụi dày. Hai ông bà già lại cặm cụi lau hết. Bỗng nhiên bà Nghĩa kêu lên một tiếng, như phát hiện ra điều gì. Mở ngăn kéo tủ trang điểm của cô Hạ Hoàn. Bà phát hiện bên trong có cái phong bì dày chứa những bức ảnh kỳ dị. Điều này đúng là quá sức tưởng tượng của cả hai người ngay cả bố tôi và bác hạnh cũng sững sờ thế nhưng bác hạnh cầm bức ảnh giống hệt bức ảnh đang dán ở trên tường thì dùng mình hình ảnh một cô gái bàn tay đang chơi vơi giữa dòng sâu thăm thẳm trên bàn tay có vẽ những cái bóng như là những bóng ma cứ lờn và lờn vặn kéo lên nở muốn chìm xuống trong kinh sợ đây rồi Bác hạnh nói bằng giọng rôn rôn, chính là bức ảnh này. Lần đầu tiên tôi gặp cô, ấy, cô ấy áp nhãn báo mộng cho tôi nhìn thấy, y xỉ như thế này này, không lẽ đây là cái chết được báo trước à? Chương 6 con chim nhỏ màu trắng và cô gái bí ẩn. Hai vợ chồng ông bà nhân nghĩa thấy hành động và vẻ mặt kỳ lạ của bác Hạnh thì cũng tò mò. Ông Nhân hỏi. Có chuyện gì thế ông? Sao, sao vẻ mặt ông căng thẳng thế? Không đáp lời, bác Hạnh chỉ nhìn vào bức ảnh có vẽ cô gái, còn trẻ, đang lơ lửng trên mặt nước. Dường như đang suy nghĩ về điều gì ghê giận. Bỗng nhiên bác Hạnh hỏi ngược lại. Ông có biết cô gái trong hình này là ai không? Đưa tay cầm lấy bức tranh vẽ ngoạch ngoạc giống như bức ký họa còn giả. Ông nhân chỉ lắc lắc đầu. Ờ, "Tôi cũng không rõ. Ờ... bà Nghĩa nói sen vào thế là con hoàn nó tự vẽ. Từ bé nó đã thích vẽ rồi, nó có năng khiếu lắm đấy. Nhưng mà nhà tôi tiếc là không có điều kiện để cho cháu nó theo đuổi đam mê, học hành đến nơi đến chốn." Nói đoạn, bà thở dài thần thợt như đang suy nghĩ về những hồi ức tốt đẹp của con gái mình. tôi nhìn thấy bức tranh này có điều cổ quái nó giống hệt như những gì mà ngày đầu tiên thấy xác của cô trên sông nói đoạn bác hạnh đưa bức hình này ra so sánh với những bức hình khác to hơn được dán ở trên tường đúng là của một cùng người vẽ không sai biệt bao nhiêu đều là cái bối cảnh âm u rùng rợn làm đề tài Bà có biết những bức tranh này con gái bà vẽ khi nào không? Là ngày trước khi cháu nó đi xuất khẩu lao động thì vẫn bình thường. Rồi về Việt Nam 3 năm trước, tôi thấy nó có biểu hiện kỳ lạ. Mặc dù là mẹ con với nhau nhưng mà con bé nhà tôi từ nhỏ nó trái tính trái nết nó ương bương lắm. Hồi giờ đi học thì cũng có thể gọi là lập dị. Cho nên là bố nó cũng có thái độ không lấy gì làm vui vẻ bố con nó khác khẩu với nhau tôi thì cũng chả biết làm nào nói đến đây bà nghĩa lại bưng mặt mà khóc rồi liếc nhìn chồng ra chiều trách móc ông nhân cũng chỉ biết thở dài có lẽ trong tâm trí của một người cha như ông ông chẳng bao giờ muốn chuyện gia đình lại đi vạch áo cho người xem lưng từ xưa tới nay người ta vẫn nói là tốt đẹp thì phô ra sống xa thì đậy lại nhưng bây giờ gia đình ông đang lâm vào sự éo le bối rối lắm bản tính của ông nhân là vốn tốt nhưng ở vị trí của ông ngày xưa như vậy nó là chuyện bình thường ông là người thuộc tầng lớp thổ cựu quanh năm ở nhà cho nên tính tình bảo thủ cái gì cũng nhất nhất phải theo ý ông đôi khi đối xử với vợ con lại có phần khắt khe quá đáng xã hội hiện tại đã thay đổi đến chóng mặt thu nhập nhiều thứ từ phương tây con gái của ông là một người đã có thời gian đi ra nước ngoài sống và làm việc cho nên trên cơ thể của cô cũng có một vài hình xăm lớn chính vì điều này ông nhân hay cằn nhằn có lần ông còn chửi thẳng mặt con mày xem cả làng kia kìa cả xã đây này có cái đứa con gái con đứa nào mà xăm mình vằn vẹn như mày không hả em mày cái kẻ nó là cả đàn ông con trai nó còn chả có đua đòi đú đợn mày ừ. là cái phận đàn bà con gái mà mày lại xăm hình nhố nhăng như thế thế mày định bị do chất chấu vào mặt bố mẹ mày à thôi 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 thôi, thôi không có giải thích giải thỏ gì cả mày, mày 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 khôn hồn mày đi xóa ngay đi cho tao tao không có cái ngữ con gái à, thuồng lượng hồ báo như thế thậm chí có lần ông nhân tức quá còn đánh con bắt xóa sạch những hình xăm ở trên người những câu chửi bới chua ngoa Thậm tệ của ông nghĩ ra được Đều dành cho con Bà nghĩ thấy chồng chửi con quá Cho nên cũng đã nhiều lần khuyên can Con ơi Nghe mẹ Đất có lẽ quê có thói Con tránh gặp mặt bố Một thời gian đi Đừng để ý, Ông nhìn thấy rồi ông lại chửi cho Mẹ cũng không biết nói mày nào nữa Rồi cũng chẳng biết khuyên can bố mày ra sao đây. Sau lần đó, Hạ Hoàn được mẹ vay mượn rồi lại cho đi nước ngoài theo điều kiện xuất khẩu lao động. Nhưng càng ngày, Hạ Hoàn càng có những biểu hiện không bình thường, lập dị, khác người. Ba năm trước về nước, cô đã làm cho bố mẹ sốc nặng khi nhìn thấy căn phòng được trang trí như kiểu này. Đến nỗi ông bà nhân nghĩa cũng sợ hãi, nhiều lần bảo con gái thay đổi chỉ là cô nhất quyết không nghe. Có lẽ vì bị bố mẹ nói nhiều quá Hạo Hoàn càng ngày càng lầm lì Ít nói Có thể là vì điều này Cho nên gây ra những vết giận nứt vô hình Trong gia đình của cô Còn một điểm đặc biệt nữa Là chưa bao giờ Hạo Hoàn mang bạn trai về nhà Mà bạn nữ thì lại nhiều vô số kẻ Toàn là những con gái xinh đẹp Trông lại có vẻ ăn chơi Bác Hạnh cùng với bố tôi thở dài Cũng chẳng biết nói ra làm sao Bởi đặt địa vị làm cha làm mẹ ai mà không muốn điều tốt đẹp nhất đến với những đứa con mình rất ruột đẻ ra nhưng có lẽ cha mẹ sinh con trời sinh tính cho nên cũng đành chịu vậy bạn bè thì nó cũng chẳng có nhiều từng này tuổi ở quê con gái nó lấy chồng cả rồi có mỗi mình con hoàn là còn chơi yên bể giả thách nữa. chỉ khổ thằng cô hướng Bà Nghĩa vừa nói vừa thốt thít, tiếng sụt sùi vang lên, làm cho bầu không khí trong nhà lại càng thêm ảo não. Mọi người đang trầm mặc, bỗng nhiên tất cả mọi người giật mình bởi một cái bóng màu trắng, không biết từ đâu, vụt qua trước mắt. Cái bóng nọ kêu lên một chàng lạnh lót, rồi đậu ngay chỗ cái bàn trang điểm của Hạ Hoàn. tất cả mọi người đều ngạc nhiên xen lẫn cơn sợ hãi bởi vì ngay từ đầu mọi người vào buồn, mục đích là tìm kiếm con chim lục lợi một hồi lâu mà không thấy nó bây giờ nó lại xuất hiện ai nấy đều hoang mang khó hiểu cứ như là có ma vậy quái lạ con chim màu trắng đậu ở trên bàn trang điểm cũng không quan tâm đến những ánh mắt tò mò đang nhìn nó lấy cái mỏ khẽ cọ cọ vào đôi cánh rồi bắt đầu tỉa tót những sợi lông như đang ngắm, đang vuốt bác hạnh là người đầu tiên tiến lại phía con chim cất tiếng nói đ đ đ đừng làm con chim nó sợ để, để tôi xem nào đoạn bác hạnh rón rén bước nhẹ nhàng về phía ấy giọng lầm bầm uh, cháu hoàn nếu mà cháu khôn thiên về đây thì cho chúng tôi dấu hiệu ở đây ai cũng hết lòng hết sức mong giúp đỡ cháu À, bố, bố mẹ cháu cũng đang ở đây với chúng tôi rồi à, cũng chỉ mong cháu phù hộ độ trì cho chúng tôi sớm hoàn thành cái tâm nguyện con chim nhỏ như có linh tính hiểu được lời của bác hạnh nói hoặc là giả có thể là trùng hợp ngẫu nhiên bỗng nhiên nó thôi hành động ngắm vút ánh mắt nó quay lại long lanh nhìn mọi người kẻ cũng làm loài chim là động vật hoang dã nhút nhát ấy vậy nhưng con chim này lại có linh tính và cực kỳ đẹp mắt dạng người. Ngay khi có biết bao nhiêu con mắt đang chăm chú nhìn nó, bất ngờ nó bay về phía vợ chồng ông bà Nhân Nghĩa rồi đậu ở ngay trên vai của bà ấy. Bà Nghĩa thoáng chút dùng mình, rồi bỗng nhiên bà có những hành động khác lạ. Bất giác bà tiến về phía bàn trang điểm cối xuống lối hối mở ngăn tủ bên trong ấy có dấu cái bì thư rồi bà hành động như một cái máy mà đi đến đưa cho bác hạnh lúc này mọi người đều tập trung nhìn chằm chằm vào cái bì thư mà không để ý rằng con chim kỳ lạ nó đã đã bay mất tự bao giờ mở bì thư ra thấy có ảnh chụp của cô Hạ Hoàn và một cô gái khác Nhìn cô gái xinh đẹp Mặc bộ đồ màu trắng Để ý trên tay cô gái ấy cũng có một hình xăm Điều kỳ quái là hình xăm trên tay chỉ có một nở. Nhưng khi nhìn kỹ hình xăm trên tay của cô nọ Thì bác Hạnh ổ lên một tiếng Ôi dồi ôi Lại là hình xăm đôi à Hình xăm trái tim à, Chả có nhẹ Liếc mắt về phía bà Nghĩa và chồng Bố của tôi vẫn giữ thái độ hết sức bình thường Nhưng trong mắt của ông Dường như lóe lên một tia gì đó Quán karaoke sang trọng Có vài cô gái đang ăn mặc mát mẻ Da thịt nõn nà Những cặp nhũ hoa to, to tròn căng mọng Như muốn vượt qua khỏi xiềng xích gông cùm Của mấy cái áo lót mỏng manh Những bầu ngực trắng nõn mơn mởn Như muốn bung ra khỏi vạt áo Để mà tự do bập bệnh Có một tên đàn ông Gương mặt sẹo cắt ngang từ từ rót một chai bia lim dim mắt thưởng thức ánh mắt của gã say mê ngắm nghía thân hình nóng bỏng của các cô gái đang nhảy nhót dần dần thoát y phục vụ cho gã ở trên tay là điếu thuốc đang cháy dở vừa rít xong một hơi gã chỉ tay về phía một cô cao giáo có vẻ là trẻ nhất ở trong nhóm giọng nói trầm ồn em cởi áo ra nhanh lên đúng rồi <laughs> tay đưa lên ngực xoa mạnh vào lại gần đây nào lại đây <laughs> cô gái nghe theo lời của gã một cách răm rắp dường như vẻ mặt của cô cũng nhìn sang gã thấy gã lộ ra vẻ nanh ác ánh mắt gian tà gương mặt có vết sẹo cắt ngang làm cho gã lại càng thêm dữ tợn người đối diện với gã lần đầu tiên tiếp xúc không khỏi sinh ra cảm giác hoang mang lo lắng người ta nói là tâm sinh tướng người này tướng mạo không được đẹp ngay từ hành động vừa rồi cũng khiến cho những cô gái ở trong phòng hoang mang nào lại gần đây mau lên Rất lời gã quát lên một tiếng cô gái nọ hoảng hốt làm theo lời gã bất ngờ có một bàn tay khác nếu cố lại cùng một cô gái trẻ khác nhìn cũng trẻ trung nhưng có vẻ cứng hơn cô kia vừa bị tên mặt sẹo này quát nạt để chị thay cho Bằng một động tác cực kỳ nhanh Cũng không kém phần gợi cảm Cô này đã hoàn toàn lóa thể trước mặt gã đàn ông Phần 7 Động bản tơ Đức độ tả Trong tiếng nhạc sập sình chát chúa Cạnh đó là chai rượu Tây Đã vơi đi một phần ba Bên cái bàn trước mặt của gã sẹo Có cái đĩa bằng sứ Ở trên ấy có một ít chất bột màu trắng Đang được một cô gái gần như lõa thể ở trong tư thế mập mờ quỳ mọp xuống dùng một cái thẻ cứng đảo qua đảo lại ánh mắt chăm chú bàn tay làm việc một cách điêu luyện thỉnh thoảng cố dừng lại rồi dùng cái thẻ đấy vạch thành những đường thẳng nhỏ tên mặt sẹo quan sát chăm chú về phía cô gái vừa kéo tay cô gái trẻ mà hắn yêu cầu xuống để mình lên thay thế lúc này trên người cô cũng không còn một mảnh vải che thân làn da trắng nõn không tỉ vết trông giống như là quả táo chín mọng tươi mơn mởn được người ta gọt vỏ chỉ chờ thưởng thức tên mặt sẹo nhìn chằm chằm vào bộ ngực căng tràn nhựa sống của cô gái ánh mắt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống với cô vậy càng như vậy cô gái lại càng ưỡn bộ ngực như căng tràn lên mà thách thức tất cả chúng mày ra ngoài em ở lại Gã mặt sẹo nói bằng giọng như ra lệnh Tất cả những cô gái ở đó răm rắp làm theo Ngay cả cô gái đang xào ke trước mặt y Cũng đứng dậy Cô liếc nhìn xung quanh Khi không còn ai ở trong buồng nữa Chỉ còn một mình cô Cùng với kẻ lạ mặt diện mạo hung tợn nham hiểm kia Thế nhưng Đối với những đứa con gái làm nghề như cô Thì việc như vậy Nó quá sức bình thường Sợ dĩ Cô không muốn để cho cô gái khi nãy bị tên này vấy bẩn vì cô cũng có một đứa em gái chạc tuổi như vậy hôm nay cũng là ngày đầu tiên của cô được tên tú ông kiêm chủ quán đều hàng lên cho tên mặt sẹo xem là ai ưng thì chọn người đó hiện tại thì trong mắt cô gái này thì đàn ông ai cũng chẳng như ai ở nơi đất khách quê người này thì cô và những đứa con gái khác chỉ giống như là những món hàng qua tay của bọn đàn ông không hơn không kém cô tên là lãm được coi là đồng hương với cô bé vừa rồi cũng chỉ vì niềm tin về miền đất hứa của gã đàn ông người yêu cô đã đang tâm lửa cô bán cho bọn buôn người sang xứ này mà làm gái ngày đầu tiên tỉnh dậy tên ma cô cưỡng ép lãm phải uống thuốc kích dục rồi tiếp khách có những ngày đau đớn nhục nhã ê chề lãm tưởng như muốn tìm đến cái chết mà quên đi nhưng cô gần hận người đàn ông mình đã từng gọi là người yêu cho nên cố gắng gượng từng ngày mong tìm cách trốn ra khỏi nơi đây quay lại vạch bộ mặt cầm thú của thằng sở khanh kia để báo thù cho dù phải trả cái giá như thế nào đi chăng nữa có lẽ đó cũng là động lực duy nhất để lãm còn sống và tìm cách quay về báo thù rửa hận khi rơi vào trong động bàn tơ lãm mới biết được rằng không chỉ một mình cô bị mà có rất nhiều cô gái cũng rơi vào hoàn cảnh như của mình điều đáng thương nhất là Trâm, là cô gái vừa nãy, gã mặt sẹo chỉ định gọi tên. Bởi vì đều là đồng hương, lại bằng tuổi em gái mình ở nhà, cho nên Lãm cũng rất yêu quý Trâm. Gia đình Trâm bố mẹ mất sớm, chẳng còn ai thân thích. Trâm bị rơi vào động này khi tuổi còn rất trẻ. Hiện tại mới chỉ có hơn 15. Lãm chẳng hiểu sao lại sinh ra cảm giác muốn che chở bảo vệ cho Trâm. Nhớ lại ngày đầu tiên, Cô rơi vào cái động bản tơ này Chính tên chủ quán đã cưỡng hiếp cô Sau đó hắn bắt cô đi tiếp khách Kiếm tiền cho hắn Những ngày sống ở đây có khác gì ở địa ngục trần gian Mà những người như Lãm và những cô gái khác Có lẽ chẳng bao giờ quen được Lần ấy mấy tên ma cô chúc cho Lãm uống một ly nước gì đó Lãm mê man bất dứt khó chịu cho đến lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở bên cạnh một người đàn ông xa lạ hơn mình đến cả hai chục tuổi trên cái rừng lớn trong một căn biệt thự sang trọng có lẽ chúng ép cô uống chất kích thích rồi sau đó là những phút giây cuồng nhiệt những tiếng rên rỉ đầy dục vọng như muốn rút hết sinh lực của những tên đàn ông kia người đàn ông độ chạc năm mươi nhưng nhìn hình thức bên ngoài còn phong độ lắm có thể là do chế độ tập luyện ăn uống hình thể của lão lực lưỡng từng mối cơ trên người của lão cứ vặn lên từng nhịp lúc nhanh lúc chậm. Lão hét lên một tiếng đầy thỏa mãn, hai bàn tay lực lưỡng đặt lên bầu ngực trắng mịn căng tròn, đầy sự đàn hồi của cô gái trẻ mà vẫn bê xoa nắn. <laughs> hôm, hôm nay em làm cho anh thỏa mãn như vậy, anh đặt cách cho em, làm quản lý mấy đứa nhân viên mới. Tất cả chúng nó phải nghe theo lời em, đứa nào mà chống hay là không chịu làm việc, cứ bảo mấy thằng nó dạy dỗ, đều là đệ của anh cả đây tiếng của lão a lý nói với lãm bằng giọng trịch thường có lẽ lão thấy lãm nhìn trẻ trông xinh đẹp lại biết cách làm cho lão thỏa mãn cho nên lão ưng lắm vừa muốn đặt cách cho lãm cai quản đám nhân viên nữ của mình lại vừa tiện gần mình gọi là nhân viên nhưng thực ra đối với lão cáo già này đây là những cỗ máy in tiền bất kỳ những cô gái trẻ nào ngày đầu tiên vào trong động bàn tơ của lão đều phải là do tự tay lão thẩm định rồi mới đến lượt khách làng chơi nếu như cô gái nào mà chống đối hoặc có ý định bỏ trốn không thoát được thì chắc chắn xác định là sẽ sống còn khổ hơn cả chết nhục nhã hơn gấp vạn lần không ít những cô gái lâm vào trạng thái dở sống dở chết cuối cùng quẫn bách quá bị chúng nó áp bức về cả thể xác và tâm hồn chẳng hiểu vì lý do gì làm cho a lý lúc này đưa ra đề nghị lại thoải mái nhẹ nhàng với lãm như thế cô cũng gật đầu đồng ý ngay mặc dù lạ nước lạ cái nhưng với tính tình khôn khéo lãm cũng nhanh chóng chiếm được lòng tin của a lý làm cho lão lại càng chết mê chết mệt mọi chuyện cứ như vậy yên ổn trôi qua nếu như không có một ngày có một cô gái khác đến đây chính cô gái này đã làm cho a lý đang hết mực tin tưởng yêu thương lãm vậy mà lão trở mặt đối xử với lãm chẳng ra gì thậm chí còn có phần hát hồi xa lánh sau khi chán chê lão lại ép cô xuống tiếp khách như trước đây thế nhưng <laughs> có lẽ bây giờ thì nó cũng chẳng thể bình biến Tranh đấu được với mình nữa mày á mày phải trả giá đắt vì dám cạnh tranh với tao bất kể là ai nếu như làm hỏng chuyện Thì đều phải trả ra Ánh mắt của Lãm đành lại Khi nghĩ đến Hạ Hoàn Con bé đáng ghét Chính nó đã làm cho lão giả A Lý hắt hồi mình Làm cho mọi việc rối tung rối mù cả lên Sau khi mấy nhân viên nhanh chóng Mặc lại trang phục đi ra ngoài cửa Cô gái tên Lãm Tiến lại phía tên mặt sẹo Cố tình ướn bộ ngực Đang nhấp nhô gợi cảm Như đang trêu ngươi mời gọi lãm bắt đầu nghiêm túc cái áo khoác mỏng manh trên người của ả à, được mặc lại nhưng không thể che hết những đường cong quyến rũ chết người mặc kệ tên mặt sẹo đang nhìn chằm chằm vào những vị trí mẫn cảm như muốn ăn tươi nuốt sống lãm thả người ngồi xuống ghế hất hàm về tía phê, phía tên mặt sẹo sao rồi mọi việc thuận lợi chứ không đáp lại lời của lãm tên mặt sẹo tiến lại gần cô hơn thêm mũi hái cái cái hít lấy mùi ra thịt <laughs> em dùng sự tham gì mà thơm thế em hứa với anh rồi mà xong việc thì có quà mà thế đã xong chưa ánh mắt của lãm sắc như dao câu liếc về phía tên này một ngón tay dí vào trán của gã khéo léo nghiêng bờ vai không cho gã chạm vào mình thằng đức đồ tệ này mà đã ra tay thì gạo say ra cáo <laughs> em yên tâm đi Cái gai trong mắt của em được nhổ bỏ Giờ thì Đến lượt em làm nhiệm vụ Hứa với anh những gì Thì thực hiện đi Nào Đức đồ tể cởi cái áo sơ mi của mình ra Để lộ ra lồng ngực vạm vỡ Đầy lông lá Một tay của gã đưa tới trước mặt Chờ đợi cô ả à rót rượu tiếp mình Thế còn thằng người yêu của nó có tin tức gì không? Anh đang tìm thông tin đây. Mẹ nó, nó trốn như là con chạch đi. Nhưng anh cũng chỉ kịp để lại cho nó vết dao. Nếu may mắn thì còn sống. Bằng không thì có sống cũng thành tật. <laughs> nó cũng khỏe đấy. Cũng có chút võ nghệ đấy. Tên mặt sẹo lầm bầm mấy câu tức tôi Ngửa cổ tu một hơi, nốc sạch ly rượu. Nhưng ánh mắt của gã bỗng nhiên nhớ ra điều gì. À này, Thằng giả lý nó có ý kiến gì không Nó có biết anh ở đây không Không Anh bị điên à Nếu như có biết Thì cũng chỉ nghĩ anh là khách của động thôi Còn đâu Việc này là của em và anh Yên tâm đi Sống để bụng Chết mang theo Đây là nguyên tắc của em Như để chấn an tinh thần của đức đồ tệ Lãm mới kéo vạt áo xuống Để lộ ra một chút da thịt của mình Rồi tiến về phía gã Trên tay của ả à, cầm theo ly rượu đưa lên miệng ngậm một ngụm rồi ghé vào miệng của gã mặt sẹo mống cho y hai bàn tay của đức đồ tể cũng không yên vị mà bắt đầu lần mò những nơi nhạy cảm của ả à. chẳng mấy chốc tiếng rên rỉ đầy ám muội phát ra khắp cả căn phòng tiếng nhạc sập sình từ hệ thống âm thanh công suất lớn như đang nhảy múa theo nhịp rung của chiếc sofa bầu không khí ở trong phòng lại mơ hồ trở nên kích thích chấn động thế nhưng tất cả đằng sau đó ở nơi này là sự bẩn thỉu là những âm mưu đen tối là sự ghê tởm sự đáng sợ là những con người sống như là những con thú cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng một người thanh niên khôi ngô tuấn tú đang gục đầu bên một chai rượu đã vơi đi non lở dáng vẻ dường như đã say lắm nhưng anh ta vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại trên gương mặt lộ ra vẻ bần thần mệt mỏi râu ria lởm chởm lâu không cạo tuy nhiên ánh mắt của anh ta sắc lẹp thỉnh thoảng lập lòe lên những tia gian tả không ai khác chính là hướng người yêu của cô hạ hoàn gã đang ngồi một mình uống rượu nghĩ về cô gái đáng thương người yêu của gã Nói đúng hơn chẳng phải là yêu thương gì cô Mà cũng chỉ vì một chữ tiền <laughs> Anh xin lỗi Anh hứa là sẽ chăm sóc tốt cho hai bác Gã ngửa cổ Uống hết ly rượu cay nồng Từng giọt rượu lúc này giống như là liều thuốc chấn an tinh thần gã Tình cảnh hôm trước Làm cho gã nghĩ lại dùng mình Bởi vì cảm giác bất an Khi trước dường như đã cứu gã một mạng từ một người đàn ông lạ mặt không quen biết. Vết thương trên vai của hướng lúc này vẫn còn đau, nhưng đau đớn hơn cả. Chính là vì mình mà sự việc mới ra nông nỗi này. Gã khẽ quay mặt nhìn vào vết thương còn đang dì bóng mà nghiến răng ken két chửi thề. Thằng mặt xẹo. mày đợi đấy. Tao biết mày là ai rồi. Nhất định tao sẽ trả lại cho mày đủ. Mày đợi đấy. Bác Hạnh và bố tôi vẫn đang ở trên phú thọ nhà ông bà Nhân Nghĩa. Lúc này, bác bạn với bố. Giờ làm sao đây chú? Hay là anh em mình về quê? Chứ tôi thấy nóng ruột lắm. Nhà bao việc. Gớm, ông cứ lo xa. Anh em mình từ hồi đi lính đến bây giờ. Mới có dịp đi với nhau lâu thế này. À mà, chú nghĩ sao vậy thằng Hương? Thằng, thằng Hương, là là người yêu của cô Hạ Hoàn. Ừ, tôi thì tôi nói thật với chú này. Mấy hôm trước tôi để ý thấy thái độ của nó khác lắm. Ánh mắt của nó nhìn tôi mấy chú cứ láo la láo lên, như là che giấu cái điều gì đáng ngờ đấy. Bác hạnh cũng sững người nhớ lại lần đầu tiên gặp người thanh niên này, ánh mắt, lời nói, cộng với cử chỉ của hắn như có điều gì bất nhất đặc biệt là thái độ của anh ta khi nhắc đến hạ hoàn dường như trong đó có bí mật. Chú có thấy lạ không? Ừ, nhưng mà nhưng mà à, cũng đúng mà anh có để ý thấy thì trên tay của nó có vết thương. Tôi hỏi qua hồng nhân thì bảo nó làm nghề cơ khí bị tai nạn lao động là à. chuyện bình thường. Nói vậy thì thôi, nhưng người lính đặc công như tôi mấy chú đã qua trường lớp. Nhìn qua thì làm sao mà không biết vết thương do tai nạn và vết thương do vũ khí nó gây ra. Nó khác nhau chứ. Chắc chắn là nó có uẩn khúc đấy. Bố tôi cũng thầm gật đầu đồng ý. Bởi vì kinh nghiệm giữa những lần vào sinh ra tử trên chiến trường luôn luôn để cho ông quan sát mọi thứ rất kỹ. chương 8 Trộm chó bầu trời sáng sớm nơi rừng núi trong lành dễ chịu làm cho trong lòng người cảm thấy thoải mái bác hạnh và bố hôm trước nói chuyện với nhau về người thanh niên tên là hướng hai ông cũng muốn bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân vì sao hạ hoàn lại bị giết kẻ nào lại ra tay lý do là làm sao nhưng trước đó thì chẳng có bất kỳ thông tin gì cả ngoài việc vong hồn của cô hạ hoàn về báo mộng hoặc là ốp bóng vào bác hạnh để cho bố tôi thấy còn riêng về bác hạnh đã được cô ấy áp nhãn đã được một lần chứng kiến cảnh mình bị giết bởi một kẻ lạ mặt nhưng những thứ đó cũng chẳng thể nào lấy ra làm bằng chứng tin cậy được nếu như muốn dùng đến pháp luật thì nhất định là phải có nhân chứng vật chứng động cơ gây án cụ thể chứ nếu mà những cái chuyện liêu trai kỳ dị ra mà nói với cơ quan điều tra thì khác gì là trò cười đâu khéo hơn, họ lại nghĩ là hai ông già bị hâm bị đơ giống như là người điên nói lên thiên thì bỏ mẹ nhấp chén trà mạn vừa được ông nhân rót ra bốc khói nghi ngút thơm lừng bác hạnh liếc mắt về phía bố tôi rồi quay sang nói với ông nhân mai là cũng thất tuần cho cháu nó tôi với chú tú cũng đã chuẩn bị ít đủ lễ để thắp cho cháu nó nén nhàng nhân tiện anh em tôi cũng đi loanh quanh mấy vòng xem ở đây có cái gì hay ho không cũng muốn giữ lại hai ông khách nhưng khi nghe bác hạnh nói vậy ông nhân cũng không biết phải trả lời làm sao dạ thế thế để tôi dẫn hai ông đi ở đây núi rừng hoang vu vắng vẻ chứ không không có đông đúc như dưới xuôi được cái đất rộng cũng hợp với chăn nuôi trồng trọt ở à, tôi cũng có mấy hecta trẻ thế để tôi dẫn hai bác đi à, tham quan cho nó đỡ buồn rất lời ba người tiến ra ngoài sân Bầu trời hôm nay trong xanh Dường như cơn mưa ngày hôm qua Đã gột rửa sạch sẽ những đám mây đen u ám nặng nề Ra đến đầu ngõ Thì thấy bà Nghĩa tất tả đi chợ về Ông Nhân cũng chỉ dặn dò qua loa vài câu Rồi cùng hai vị khách đi về phía đồi chè Ở đây Công nhận là không khí ở đây dễ chịu thật đấy chú Tú ạ. À. Hay là ít nữa anh nhà mình lên đây làm cái trang trại chăn nuôi trồng trọt bỏ mẹ cái nghề trải lưới đi à, đến lúc đấy chú cũng chả phải vất vả làm ruộng quanh nằm cây hái cũng chả đáng bao nhiêu ơi mà vất chứ có đùa đâu bác hạnh vừa đi vừa xem nở đùa nở thật nói với bố tôi chỉ trò tếu táo à, em với bác cũng đã già mẹ nó rồi còn đâu giờ thì cũng mơ mộng làm giàu cái gì chỉ cần mong có cái sức khỏe mà giúp cho con cháu là được rồi. Bác cũng biết đó, em cũng chẳng cần gì mà. Bố tôi cũng chỉ khẽ cười, đáp qua loa. Bỗng nhiên bác Hạnh thay đổi thái độ, quay sang hỏi ông Nhân ở bên cạnh. Thế nhà hướng, người yêu của cô Hà Hoàn ở đâu? Ôi trời ơi, bác nhắc đi nó làm gì? Tôi cũng có ưa gì nó đâu, chẳng qua là mẹ con Hoàn nó cứ vun bén. Thật lòng là tôi cũng không ưng. Nghe đến đây cả bố tôi và bác Hạnh cũng bất ngờ Bởi vì lúc trước khi ở nhà của ông Nhân Ông vẫn giữ thái độ bình thường Thậm chí là có phần quý mến của cậu cậu hướng Lẽ nào thằng đấy ngỗ nghịch từ bé Từng vào tù ra tội Lại có nhiều điều tiếng ở cái xã này Có ai ừ nó đâu Các bác không biết đấy chứ Không ưa ừ thì dưa có giỏi Nhưng nó đi lao động xuất khẩu với con Hoàn một lần thấy con Hoàn bảo là thằng này cứu nó, cho nên nó mới sinh cảm sinh tình. Mẹ nó thì là cái phường ba phải, đàn bà, do chiều nào theo chiều đấy. Tôi cũng biết là tính tôi nhiều khi, à, nó bảo thủ, lại có phần rắn rết, cứng nhắc với hai đứa nhà tôi. Nhưng nếu như mà không có thế, thì có mở loạn. Nói xong câu này, ông nhân dừng lại lấy ra bao thuốc lá du lịch, châm một điếu con hoàn nó cũng thuộc dạng ngang ngạnh bướng bỉnh đàn bà con gái xăm chỗ vằn vằn vẹn vẹn tụ tập đàn đúng các bác bảo tôi phải làm sao chứ hai ông già cũng không biết nói gì kể ra cũng khó cha mẹ sinh con trời sinh tính nhiều khi trời không chịu đất thì đất phải chịu trời chứ biết sao với lại ai cũng có con đang tuổi ăn tuổi lớn cho nên phần nào cũng hiểu và cảm thông Thế thằng Hướng thì sao ạ? À? Hả à, bác? Bố tôi cắt lời. Nó kém con hoàn một tuổi. Năm nay cũng chạc độ đôi mươi. Nhà con một. Nó được chiều lắm. Bố mẹ nó cũng nuông chiều. Bởi vì mãi ngót năm mươi mới sinh được nó. Trong một lần chẳng hiểu mấy đứa gây gỗ thế nào. Thằng Hướng cậy mình có chút võ nghệ. Nó đánh con nhà người ta gần chết. Bố mẹ nó phải bán cả nhà đi mà đền. Sau cái đợt ấy nó cũng phải đi tù mất mấy năm Bố mẹ nó còn lo nghĩ nhiều Ốm rồi lần lượt sau đấy vài năm cũng lăn ra mà chết Khi ra tủ. Nó thành ra bơ vơ đầu đường gió chợ ất ơ Không nhà không cửa Không người thân thích Thế, thế bây giờ nó ở đâu Nó ở với ông bà ngoại Ông bà ngoại nó mất sớm Cậu mợ thì không có Cho nên cái nhà đấy uh, Giao cho nó trông nom chứ ai Khi nãy Bác có nói là con hoàn nhà bác gặp nó Nó cứu con hoàn ở trong hoàn cảnh nào Hay, Kể ra thì dài lắm Thực ra thì cũng chính là do con hoàn nhà tôi Vì cứu con hoàn cho nên thẳng hướng nó mới đánh con nhà người ta gần chết Nên mới phải đi tù Vì vậy mẹ con nó cảm thấy ấy náy với thẳng hướng Cũng vì hai đứa chúng nó có cảm tình với nhau cho nên mẹ nó mới tiện nước đầy thuyền Bản thân tôi thì không thích đâu có khi cũng là tôi ích kỷ Chẳng muốn con gái mình Lấy phải cái thằng như thế Nghe đến đây Cả bác Hạnh và bố Cũng không biết nói sao Không khí lúc này như trầm mặc. Có lẽ mỗi một người Đang theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng Mỗi cây mỗi hoa Mỗi nhà mỗi cảnh Xã hội thì môn mình hình môn vẻ Ai có thể nói hay nói tài được đâu Mặc dù con cái có hư hỏng như thế nào đi chăng nữa với bố mẹ thì nó vẫn mãi mãi là đứa trẻ ngoan nghe lời hướng ơi hướng gọi đến lần thứ ba ở trong căn nhà cấp bốn lụp sụp đập vào mắt ba ông già có một thằng thanh niên tất tẻo bước ra lúc này người hắn sực nức mùi rượu dường như đã uống rất nhiều ở trên người mặc mỗi cái quần cộc lộ ra những hình xăm vằn vẹn trên da thịt vẻ mặt hùng hổ cất giọng chửi bới lè nhẹ mà không thèm quan tâm nhìn là ai vừa gọi thằng đéo nào gọi tao đây hả sáng bảnh mắt ra bố mày đang ngủ đừng có làm phiền chúng mày có biết bố mày là ai không vèo một cái một vỏ chai rượu từ bên trong nhà ném thẳng ra ngoài sân vỡ tan tành bác hạnh và bố vốn dĩ là lính đặc công cho nên phản xạ cực nhanh ông nhân cũng là quân nhân giải ngũ cho nên cũng tránh né kịp thời không ai bị làm sao chỉ có điều ấn tượng của ba người về gã thanh niên này đã xấu lại càng thêm xấu. Anh vừa chửi ai đây? Ông Nhân lên tiếng làm cho gã thoáng sững sờ. Có lẽ lượng cồn nạp vào người nhiều, gã không kiểm soát được hành vi, lại tiếp tục chửi. Ông là cái thằng đéo nào Về đi, nay đây bận, thích đánh nhau để em khác. Rồi, ơi là rồi, cứ say xưa thế này bảo làm sao mà tôi có ác cảm với anh. Nghe đến đây thì hướng giật mình Biết là mình lỡ lời Liền tiến lên Bước chân siêu vẹo như muốn ngã vậy Ờ, à, ờ, à, à, là bác nhân Bác nhân, con, con xin lỗi Không biết là bác tới Bác bác vào nhà uống nước Không dám Tôi sang định báo với anh là ngày mai 49 ngày con hoàn Nhưng thấy anh thế này tôi không dám làm phiền nữa Kể bác Con, con xin lỗi bác thật ra là con không biết các bác đến con con tưởng là mấy thằng ất ơ nó đến nó càn quấy dạo này khu bên này nó nó lắm trộm chó bại con nó bắt được con vặt mẹ chân đi nghe đến đây thì không chỉ ông nhân bác hạnh mà ngay cả như bố tôi điềm tĩnh như thế cũng không khỏi tái mặt tổ tiên sư bố nữa chứ thằng này nó nói thế nó khác nào nó cạnh khóe bảo mấy ông già là trộm chó hai ông đi, đi về thôi ông nhân tức giận quay về luôn mặc cho hai vị khách kỳ lạ đang nhìn người thanh niên ánh mắt dò xét đặc biệt là nhìn hình xăm vằn vẹn và những vết sẹo chi chít trên người gã thêm vào đó là những hành vi cử chỉ không đúng mực làm cho gã lúc này đã bị đưa vào tầm ngắm hướng đứng đấy đôi mắt cau cau lại Mày, mấy lão già chết sắp xuống lỗ rồi còn lắm chuyện tình hình dạo này vắng khách lắm anh Anh xem thế nào anh kiếm hàng mới đi Chứ khách vào thì có đến 9 người cá chê nhân viên nhà mình già dạ, Xấu anh ơi Một thằng chạc ngoài 30 Gương mặt băm trợn Trên người quần cuộn những mũi cơ rắn chắc Cái đầu chọc hiếu và đôi lông mày được cạo nhẵn nhủi Kết hợp với ánh mắt sắc như dao Đủ để vừa nhìn nhận ra Đây là một phường du côn dữ tợn Thằng này tên là Quân Thổ Một trong những đệ tử cứng của A Lý Mặc dù nhìn tợn là như vậy Nhưng quân thổ cũng chỉ dám len lén nhìn đại ca của mình A à Lý đang ngồi vắt vẻo trên ghế tựa Thưởng thức một bài hát quen thuộc Được chạy trên đĩa than Tay cầm một ly rượu ngoại Gật gù theo điệu nhạc Mắt lim dim hưởng thụ Tao biết rồi Ngày mai mày liên hệ với con Mai Bảo nó cố gắng săn hàng Càng trẻ càng tốt Mang về động cho anh Này Nhớ là chú ý Làm việc thận trọng cho anh định dứt câu gã phải phẩy tay như muốn đuổi tên đàn em ra ngoài gã ghét nhất là đứa nào làm phiền gã trong khi gã đang nghe nhạc quân thổ khẽ cúi đầu rồi lôi ra theo thói quen đưa một tay ve vuốt vào cái dái tai thế nhưng vì cái dái tai của hắn đã bị kẻ nào đó cắt mất cho nên liền sờ hụt nhìn điệu bộ trong buồn cười chỉ là trên gương mặt sắc lạnh của quân thổ lạnh lẽo đến vô cùng nếu như bác hạnh ở đây có lẽ sẽ nhận ra được kẻ này. Ngay từ tối hôm trước, ngày cúng 49 ngày cho cô Hạ Hoàn, bố mẹ và em trai cô cũng đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi đâu đấy. Thầy cúng cũng đã được bà Nghĩa mời từ hôm trước, hẹn ngày mai sẽ đến. Phần 9. Diễn viên phim cấm Vì chỉ làm lễ 49 ngày, cho nên nhà ông bà Nhân Nghĩa cũng không có mời mọc khách khứa, chỉ có mấy người thân trong nhà và có thêm hai vị khách chính là bác Hạnh và bố tôi. Từ sáng sớm tinh mơ, đã thấy con thầy cúng nhìn còn tương đối trẻ, ăn nói nhẹ nhàng, đến bảy biện lễ lạt, dâng lên ban thờ. Nhìn dáng vẻ của thầy nhanh nhẹn, tựa như là dân chuyên nghiệp. Người nhà chuẩn bị làm lễ. Bố mẹ của cô ở đâu? Ra ngồi bên cạnh để xem nào. Liên tục lời của thầy chỉ đạo, làm cho mọi người cứ răm rắp làm theo. Phần vì chăm sự nhờ thầy, phần vì lúc này ông ta là người quyền uy nhất tiếng mõ được dồn dập gõ lên kết hợp với tiếng tụng niệm của ông thầy làm cho không khí lúc này nghiêm trang lạ lùng những làn khói từ mấy nén nhang cháy nghi ngút không gian của ngôi nhà vốn chật trội lại càng thêm phần ngột ngạt bác hạnh và bố vì không phải là người nhà thân quyến cho nên chỉ ngồi ở ngoài ghế uống nước quan sát xung quanh bỗng nhiên bác hạnh hoa mắt khi thêm thể cũng bắt đầu đưa bàn tay bắt quyết từng động tác của hai bàn tay nhanh chóng dứt khoát lên mạch có cảm giác nhuần nhuyễn thuần thục miệng khẽ ngâm nga ấy à, đã đành à, một à, kiếp à, phủ sinh ấy à, than nội đừng mãi à, một à, mình à, ấy khổ đau ấy đừng cam chịu dãi giàu khổ ải ấy mong cho hồn ấy mãi được an yên mọi người đang chăm chú nhập tâm nghe theo nhịp phách của tiếng mõ bong bong ba tiếng chuông được vang lên mạnh âm thanh cứ vang vọng không khí cảm giác khẩn trương lắm ông thầy liền lấy que nhang đang cháy dở đặt ở trên mâm tự giấy tiền vàng mã cầm lên vẽ loằng ngoằng vào không khí trước mặt rồi sai người nhà mang đi hóa bất giác ông nhìn chằm chằm về phía ban thờ bức di ảnh của cô hoàn dường như đang nhìn ông khói từ bát nhang bốc lên mù mịt cảm giác như là bát nhang sắp sửa hóa đến nơi ông đứng phắt dậy bỗng nhiên trên tay của ông ấy múa may theo những vũ cảnh trông rất kỳ lạ Miệng của ông thầy làm nhảm làm nhảm Như đang nói chuyện với ai đó Trong một thoáng Ánh mắt của ông trở nên đỏ rực Lúc thì tỏ ra đau khổ Phẫn nộ Lúc thì ủ rũ Làm nhảm một lúc lâu sau Những câu nói khó hiểu Phát ra làm cho mọi người có mặt ở đó sững sờ Thậm chí là hoảng loạn Bác Hạnh và bố tôi Lúc này vẫn cứ tập trung Theo dõi diễn biến của câu chuyện Hai vị khách quý của nhà ông bà nhân nghĩa ngạc nhiên quay sang nhìn nhau Trong mắt hiện lên kinh ngạc Ở bên ngoài bỗng nhiên có tiếng chim lạnh lót Nửa như vui mừng, nửa như sợ hãi Cứ liên tục ở đầu ngõ, kêu lên díu rít gấp gáp Ông thầy cũng run lên bần bật Rồi ngồi bệt xuống cái chiếu Cả người như mất hết sức lực Sắc mặt ông tái nhợt Rồi chỉ ra ngoài ngõ Đừng có mà cạn quấy giữa thanh thiên bạch nhật mà còn dám xuất đầu lộ diện à hôm nay là ngày người ta cúng thất của cô ấy là dành riêng cho cô ấy ấy mà bầy ma chúng quỷ chúng bay lại còn không cho cô vào nhà hả chứ đây là tư gia nhà người ta chúng bay đừng có mở lộng mà hành dường như nét mặt của ông thầy căng thẳng lắm khuôn miệng cũng đỏ lên mặt mũi gay lên như là người uống rượu tay cầm một cái nén nhang cháy giờ chạy thẳng ra ngoài cổng không biết ông lấy ra một chút bột đỏ tự bao giờ nhưng nén nhang cháy dở trên tay lập tức được tắm vào rồi rút ra vẩy thẳng ra phía ngoài cổng thật tài tình nén nhang tự nhiên cháy đùng đùng như là bị tầm xăng mà đốt một tay ông ta bắt quyết tay còn lại vẩy liên tục vào không gian trước mắt miệng lẩm bẩm những câu thần chú khó hiểu bố tôi và bác hạnh lúc này hết sức ngạc nhiên hai người không phải là chưa từng chạy những sự lêu trai kỳ dị nhưng một màn này từ đầu đến giờ nó quá mức ghê rợn hai người chạy ra xem nhưng bối rối tay chân chẳng biết phải làm sao tình hình lúc này càng lúc càng căng thẳng ông thầy cúng dừng như loạn đôi mắt của ông cứ trợn ngược lên toàn là lòng trắng trên gương mặt cũng bắt đầu chuyển từ đỏ sang tái rồi xanh lè lè ở đây thì chẳng có ai có thể giúp được ông nữa Vào lúc này Bỗng nhiên ở ngoài ngõ Có tiếng xe máy vọng lại Chiếc xe dừng ở ngoài cổng Mà không phi thẳng vào nhà Một bóng người từ ngoài ngõ lững thững đi bộ vào Trên người anh ta toát lên dáng vẻ phong trần mệt mỏi Nhưng ánh mắt vẫn cứ láo lên Để lộ ra những điều gian ác Không ai xa lạ Chính là hướng Là người yêu của cô Hạ Hoàn Ở một nơi cách khá xa, Phú Thọ, trên một địa chỉ bí mật, chỉ có nơi những tầng lớp thượng lưu ăn chơi, có nhiều trò bệnh hoạn mới có thể tưởng tượng ra nổi. Trong một căn phòng kín, có hai người nam nữ đang trao cho nhau những cử chỉ thân mật say đắm, nguyên thủy nhất, bản năng nhất, mà chỉ có những cặp đôi yêu nhau hoặc là vợ chồng mới làm. Người đàn ông lực lưỡng dùng cái lưỡi mềm mại trông như con rắn liếm trên cơ thể ngọc ngà của cô gái. Cái lưỡi như có phép thuật khẽ cọ sát mơn trớn vào những bộ vị mẫn cảm ở giữa hai chân cô, khiến cho cô ta dùng mình, bàn tay theo bản năng, nắm lấy tóc của người đàn ông mà ấn mạnh. Mặc kệ cho hắn ta tìm tòi, khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể căng tràn sức sống của mình. Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc lại thêm cả những tiếng đụng chạm do hai khối thịt va vào nhau. Làm cho gã quay phim kim đạo diễn như lâm vào trạng thái hưng phấn. Gã lia máy quay thật chậm Cận cảnh những bộ vị mẫn cảm của hai người, miệng liên tục làm nhảm. À, tốt lắm, à, nam mạnh vào, nào nào đừng ngại. Nào, nữ nữ, dên gì đâu. Nào, này sao lại hời hợt thế. Rồi, được rồi, đạo cắt, cắt. Tiếng hồ dứt khoát làm cho hai diễn viên lúc này như được cứu. Bởi họ chỉ là diễn viên nghiệp dư, chuyên đóng những cảnh phim sách để bán cho những web đen. Người bình thường nghĩ công việc này là sung sướng, nhưng đối với họ thì lại là cực hình bỏ qua những xấu hổ ban đầu vì phải lộ ra những phần nhạy cảm để cho người ta chiêm ngưỡng thì đây là một cái việc làm mà thùy trâm cảm thấy có thu nhập rất ổn cô và tuấn lộc là một cặp diễn viên ăn ý trên những web phim đen thì những bộ phim về thân thể của hai người luôn được giới trẻ tìm kiếm nhưng chắc chắn cũng chẳng ai nhận ra được là cô bởi vì bộ phim ấy diễn viên diễn xuất đều được khéo léo làm mở đi khuôn mặt lần đầu tiên thì còn ái ngại nhưng khi bạn diễn của mình đẹp trai lại diễn xuất rất đạt đủ làm cho cô có cảm xúc mà phối hợp nhịp nhàng cho nên thủy trâm tặc lưỡi lại thêm lời hứa của đạo diễn sẽ che mặt của diễn viên cô đã bước vào nghề làm diễn viên được mấy bộ phim nền đối với tuấn lộc thì cũng như vậy hai người cũng không có nhu cầu về xác thịt của nhau nhưng lại có nhu cầu chung là tiền bạc đó mới là đích đến của bọn họ cuộc sống vẫn là như vậy bởi vì có những thứ mà con người ta dù muốn hay là dù không thì vì nguyên nhân này nguyên nhân nọ người ta vẫn phải làm thôi hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.